Thằng Lê xin chào anh chị và các bạn. Trong video chia sẻ AutoCAD này, thằng Lê sẽ chia sẻ cho anh chị và các bạn làm chủ về vấn đề khi các bạn vẽ AutoCAD, các nhiều cái bản vẽ có kích thước lớn, chẳng hạn như một cái mặt bằng tổng thể, thì thường anh chị và các bạn vẽ theo đơn vị hệ mét, cụ thể là anh chị vẽ theo mét. Thì với những bản vẽ mà mình vẽ theo mét thì các bạn định tỷ lệ, ghi chú, dim, tét như thế nào, cũng như là từ cái khâu khởi tạo ban đầu. Thì cái video này giúp cho anh chị và các bạn sẽ sáng tỏ vấn đề này, và gần như là lĩnh vực nào các bạn cũng phải biết khi vẽ hệ mét thì các bạn phải chú ý cái vấn đề này nha. Nhất là mình khởi tạo phải cách mới, các bạn nhấn vào new nè để vẽ hệ mét đó, cụ thể là mét, bấm vào new, các bạn chọn AutoCAD ISO, đây AutoCAD ISO.dkt nè, open ra thì cái file mẫu AutoCAD ISO.dkt đó, tất cả những định dạng dim, text và nhiều định dạng khác như ghi chú và tỷ lệ các thứ thì nó theo mm. Còn làm sao để mình tự mình quy định dạng để quy đổi nó về mét để các bạn ghi chú ngon lành cành đào, thì mời các bạn theo dõi ở phần cuối video nha. Rồi mà các bạn theo dõi mình làm từng bước, để mình đóng bớt một cái drawing này đi. Đây mới khởi tạo lên nha, lưu ý là cái file mẫu này được khởi tạo từ acad-iso.dkt. Rồi các bạn nhấn F7, tắt cái lưới đi, tắt cái khối điều hướng này đi, gõ vào NAVV Enter, chọn Off cho nó tắt đi, cho trống chỗ mà mình đang làm việc cho thoải mái. Thứ nhất là mình nói về phần tỷ lệ. Để phần tỷ lệ thì ở đây mình vẽ một cái hình đơn giản thôi để mình làm ví dụ, chứ không có cần vẽ phức tạp. Mình vẽ theo mét nha. Rồi mình nhập lệnh line, giả sử mình vẽ một cái mặt bằng tổng thể có chiều ngang này mình cho là 30 mét đi, 30. Rồi, 30 nhỏ xíu đây. 30 kép mặc định, nó không có vẽ, nó không có quy định các bạn vẽ theo đơn vị gì hết á. Dù bạn vẽ một đơn vị, bạn có quyền hiểu một đơn vị đó là 1 mét hay là 1 mm hay 1 cm, 1 dm gì đó, đó là chuyện của các bạn. Nhưng mà khi mà bạn cho rằng đó đơn vị gì thì tất cả những cái định dạng á, một lát nữa các bạn phải làm theo cái đơn vị các bạn vẽ. Các bạn hình dung được chưa? Thì do mình vẽ mét nên mình lấy từ AutoCAD ISO khởi động lên để mình vẽ. Rồi tất cả những định dạng dim, text thì lát nữa mình thằng Lê sẽ chỉ cho các bạn định dạng để mình quy đổi về mét nè. Vừa rồi mình vẽ đúng 30, đúng 30 đơn vị, mình cho rằng 30 này là mét, được chưa các bạn? Rồi cạnh này, giả sử cạnh này mình cho mặt bằng tổng thể, cạnh này mình cho là 26 mét. Rồi cái này mình cho nó 18 mét. Rồi quay nó về đây cho nó, các bạn cứ vẽ đại thôi cho có kích thước thôi để mình thực hành thôi chứ không có quan trọng lắm nha. Rồi cho 25 mét đi. Ok, rồi quay về điểm xuất phát. Gọi center luôn. Giả sử mình có một cái mặt bằng tổng thể của một cái khu đất để có bắt đầu bằng tiến hành bằng vẽ cái dự án của các bạn lên đây, thì cái mặt bằng tổng thể này thông thường kích thước nó lớn, các bạn vẽ theo mét. Ở đây mình lấy kích thước nhỏ làm ví dụ cho các bạn hiểu. Rồi trong đây thì ngăn 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 dọc gì đó, bật điểm bật lên. Rồi rồi giả sử mình vẽ đơn giản thế thôi. Bây giờ mình cần định tỷ lệ cho cái khu đất này, cái mặt bằng tổng thể này cho nó vào trong cái tờ giấy. Cụ thể ở đây mình lấy giấy A3. Rồi các bạn có thể làm giấy A1, A0, A4, A2. Ở đây là giấy A3. Các bạn cứ lấy cái khung tên bình thường nha. Ở đây mình cũng vẽ mô phỏng đơn giản cái khung tên RNC, vẽ hình chữ nhật ra nè. Các bạn chú ý, ở đây bạn vẽ theo mét thì cái khung tên nó cũng phải cùng thứ nguyên đơn vị là mét, chứ không có chuyện ở đây bạn vẽ mét thì ở đây bạn vẽ mili, đang vẽ 420 297 là không được. Mét thì ở đây cũng phải vẽ theo mét nha. Đơn giản thế thôi, khỏi cần suy nghĩ nhiều. Thì đối với A3 ngang 420 mét là 0.42, bạn lấy 420 bạn chia cho ngàn á, từ mili chia ra quy ra mét chia cho ngàn, 0.42 phẩy, cao là 297, bạn nhập vô là 0.297 đó, 297 chia cho ngàn đó. Enter, đây là tờ giấy A3 nè. Theo mét nha, đây là giấy A3 theo mét, mình cho nó qua cái màu đỏ cho các bạn thấy, đây là tờ giấy A3 theo đơn vị mét. Từ đây là 0.420, từ đây là 0.297. Rồi đó, giờ định tỷ lệ nè. Thì bản vẽ thì đương nhiên có khung tên nữa, bạn cứ vẽ khung tên. Thực ra bạn lấy cái khung tên bạn keo lại thôi. Bạn lấy cái khung tên bạn keo nó về kích thước này thôi nha. Giả sử bạn có khung tên sẵn thì bạn keo nó về. Để mình mở cái khung tên có sẵn để mình keo về cho các bạn xem nè. Cái thao tác này rất là quan trọng để mình pause video mình tìm cái file có sẵn khung tên nha. Rồi giả sử mình lấy khung tên là khung này. Đó, các bạn lấy cái khung tên có sẵn của công ty chúng ta đó, nhấn Ctrl C. Rồi các bạn sang cái file làm việc nè, nhấn Ctrl V, dán nó ra, có thể nó đang rất lớn nè, nó đang rất lớn. Giờ bạn keo cho nó về đúng kích thước giấy A3 theo đơn vị mét, cách làm nè, SC Enter.
Bôi chọn đó. Enter, điểm đặt chọn tại đây. Gõ R, Enter, điểm đặt chọn tại đây. Chọn là điểm đặt đó, chọn điểm đầu mút nè. Rồi bạn gõ vào đúng kích thước là 0.42. Enter thì đây chính là tờ giấy A3 theo đơn vị mét, rất là nhanh đó, cách keo nó như vậy đó. Bạn nào chưa làm được các bạn xem chậm video hoặc là comment hỏi ngay bên dưới video, thằng Lê giải thích cho các bạn nha. Rồi lấy khung này luôn đi. Giờ bắt đầu tiến hành định tỷ lệ. Để định tỷ lệ thì mình chỉ cho cái cách đơn giản nè. Nếu bạn trường hợp bạn định tỷ lệ tại model thì bạn làm như sau. Mình chỉ cả model với layout luôn nè. Trường hợp một tỷ lệ, bạn cứ vẽ đại một cái hình chữ nhật ra, tượng trưng đây là khung giấy. Dùng lệnh DI, DI nha, chứ không phải DLI, DI distance á, chọn hai điểm. Xem cái distance nhấn F2, cái màn hình nào có hai một dòng bạn nhấn F2 cho thấy. Nó báo là 49.4 rồi lại 49. Xong, bạn đi tìm cái hệ số scale á, cái tờ giấy A3 DI bạn đo trong tờ giấy A3 từ đây qua đây là nhiêu thì chắc chắn là khoảng 0.4 á, 0.4. Rồi mình lấy máy tính mình bấm CAL Enter. 49 nè, xẹt 0.4, con số nãy bằng DI được đó. Enter thì nó ra là 122. Gần với 122 thì bạn lấy là một, lấy lên gần với nó là 125 hoặc 150. Ở đây thằng Lê chọn 150, tỷ lệ 1 phần 150. Thì như vậy các bạn keo cái khung giấy này nè, keo cái khung giấy này lên 1 phần 150 là được. Hết C, Enter, keo nó lên 150 lần. Rồi bạn mua nó vào, mua vào xong, như là xong việc định tỷ lệ. Khi bạn in ra giấy A3, cái hình bên trong này đúng tỷ lệ 1 phần 150. Đó là định tỷ lệ theo mét đó các bạn. Làm cũng khá đơn giản, không có gì phức tạp hết. Còn trường hợp nếu mà bạn làm bên layout, bên nào thì bạn làm như sau. Copy cũng copy đúng cái khung này nha, cái khung mà mét đó, Ctrl C sang layout nè. Đó, rồi xóa bỏ cái khung nhìn hiện hữu đi. Đó, bạn muốn bay setup thì bạn bay setup cái chuột phải vô nè. Bạn bay setup nó. Còn không, không cần bay setup gì hết, bạn cứ cần tôi về bằng dán cái khung giấy này ra, tất nhiên là nó nhỏ xíu làm đây nè. Rồi bây giờ bạn bay setup cho nó vừa với cái khung giấy thì bạn chỉ cần bạn làm nhanh như thế này. Bạn nhấn Ctrl B vào vô layout nè. In đi, bạn dùng cái chức năng in đó, Ctrl B nè. Đó. Rồi sau đó ha, bạn nhấn vào bạn chọn tên cái máy in này nè, xuất ra PDF. Rồi khổ giấy, bạn chọn cái khổ giấy đây nè. Đó, sau đó bạn vân vân. Thì sau đó mình định ra luôn. Ở đây mình không bay setup gì hết, MV thôi. MV Enter. Đây bắt chéo bên trong đây, cái hình của mình đây nữa. Đó, bên kia nè, nhấp đôi vô nè, zoom to lên nè. Đó là sau đó bạn cũng dò tỷ lệ vào trong cái thanh mở view viewport này nè. Viewport này chưa có thì bạn lấy thanh công cụ vào tool, bạn vào trong menu tool nè, rồi custom nè, sorry, vào tool tool bar AutoCAD, tìm đến viewport, bấm vô mũi tên này nè, tìm đến viewport lấy nó ra nè, thanh viewport nó nằm bên dưới rồi nè, đây đó, lấy nó ra. Còn để có thanh menu này thì bạn nhấn vào đây show menu bar ra sẽ hiện ra thanh menu. Rồi còn cách dò tỷ lệ thì cũng giống như những cái video trước mình đã chia sẻ cho các bạn định tỷ lệ tại layout rồi, bạn cứ dò vào đây thôi, 1/150 đó thì nó ra thôi, đấy nó vô nè, được chưa các bạn. Rồi đó là cách làm tại layout. Rồi ở đây mình làm tại model. Rồi bây giờ mình hướng dẫn các bạn phần tỷ lệ xong rồi đó, phần tỷ lệ mình hướng dẫn rất là nhiều rồi, các bạn xem những cái video hướng dẫn về tỷ lệ. Ở đây chẳng qua là phần mét thì làm như thế nào thôi, đó thì cách làm nó như vậy, mấu chốt nằm ở trong cái khung. Giờ mình tiến hành mình định dạng dim test, cái phần quan trọng nè. Phần dim test thường thường các bạn bí chỗ này, làm một hồi là kích cỡ không kiểm soát được luôn. Thứ nhất mình chỉ các bạn định dạng dim và test để ghi cho bản vẽ này, cụ thể là bản vẽ này vẽ mét nằm trong tờ giấy A3 và cái bây giờ mình tỷ lệ là 1/150. Thì đầu tiên định dạng chữ, để định dạng chữ để ghi cho bản vẽ này, gõ lệnh ST test style đó, enter. Rồi các bạn chọn vào, bạn cứ lấy cái mục standard các bạn định dạng nha, lấy cái mục standard mặc định đây nè đó, bạn bấm new hoặc là xài test annotate cũng được. Ở đây mình lấy, mình hướng dẫn các bạn standard để áp dụng cho tất cả các phiên bản CAD đều áp dụng được nha. Phiên bản CAD 2.7 cũng làm tương tự luôn. Chọn standard, bấm new, rồi đặt tên chữ, chữ này là chữ 150, tức là cái kiểu chữ để ghi cho bản vẽ tỷ lệ 1/150 đó. Ok, đây chữ 150 nè. Phong chữ bạn chọn ở đây đó, tùy theo cái bản vẽ công ty của các bạn hay xài cái nhóm phong nào đó, các bạn cứ lót đúng phong đó, chọn ở đây. Ở đây mình để mặc định là Arial, cái chiều cao chữ đó thì các bạn nhập vào đây cụ thể nè, các bạn không biết nhập bao nhiêu. Rồi mình đang nói chậm chậm lại cho các bạn theo dõi nè. Cái chiều cao này là chiều cao của chữ trên két,
bằng cách các bạn lấy chiều cao của chữ mong muốn trên cái tờ giấy đó, bạn nhân cho mẫu số của tỷ lệ thì nó ra số nhập vào đây. Chú ý mình đang mét thì cái chiều cao với giá trị bạn lấy cũng phải là mét. Ví dụ chiều cao của chữ lát mình ghi trên cái tờ giấy này bạn muốn là 4 ly thì bạn lấy là 4 đó bạn chia cho ngàn là mới nhân cho 150. 4 chia cho ngàn rồi nhân cho 150 bạn gõ vào đây được chưa nào? Đó. Đây nè, lấy máy tính bấm nè, 4 nè, xẹt 1000 là 0.004 nha. Chia cho ngàn nè. Rồi nhân nè, nhân cho 150. Đấy thì nó ra được cái giá trị để nhập vào cái ô đó, nó ra là 0.6. Đó. Enter. Chọn lại. Tenda, sorry, ST Enter. Chọn là chữ 150, gõ vào đây 0.6. Đây là 0.6 mét, tức là trên két là 0.6 mét, nhưng mà khi in ra trên giấy thì bạn đo được là 0.004 mét, có nghĩa là 4 mm đó. Ok, nhớ nha, cái giá trị này bằng cách là lấy chiều cao mong muốn trên giấy quy ra mét, chia cho ngàn, rồi gõ vào đây, rồi nhân cho 150, nhân cho tỷ lệ đó, rồi mới nhập vào đây, thì nó ra. Quy factor 0.8, bạn nào chưa kịp cứ comment hỏi nha, bạn lấy trả lời cho các bạn. Apply, Close. Rồi bắt đầu ghi chữ bạn cứ ghi bình thường, lấy chỉ hết rồi. Ở đây bạn dùng cái lệnh test đây nè, lệnh tắt là T, gõ T, Enter. Rồi mở cửa sổ ra nè, bạn gõ ABC gì đó ha. Đó, thì cái chữ này nè, một lát nữa bạn in trên cái tờ giấy A3 này nè. Chữ này đúng bằng 4 ly, không sai được các bạn, rất là chính xác. Rồi đó là xong chữ, các bạn chỉ cần có chữ rồi sao copy ra. Copy ra nè, chỗ nào cần chữ copy ra. Giờ tới phần ghi chú kích thước nè, để dạy kích thước như làm sao đây. Phần kích thước rất quan trọng nha các bạn, bạn theo dõi cho kỹ nè. Mình làm chậm chậm. D, Enter. Lấy ISO 25 định dạng. Bấm New, đặt tên. Này là Dim 150. Bản vẽ của mình tỷ lệ 1/150 trong giấy A3 mà. Bấm Continue. Màu sắc. Cái này là màu sắc thôi, bạn lấy bạn chọn màu theo ý thích của các bạn. Những bạn làm việc vẽ những cái khu đất á, đôi khi những cái cạnh đất mình không có cái đường kích thước này hiện ra, bạn bấm vào đây cho nó bỏ chọn nè. Đây cho nó bỏ chọn, chỉ hiện con số thôi, chỉ ghi trên cái cạnh hiện con số thôi. Thì bạn bấm chọn vào mấy cái này. Còn bình thường để hiện ra được kích thước thì đừng có bỏ chọn vậy thôi. Fisheline, cố định chiều dài của cái chân dao, cái chân đi mình nè. Cụ thể mình muốn mấy ly, giả sử mình muốn 5 ly, đó, bạn chọn vào đây. Này đơn vị là mili nha, gõ vào đây. Tất cả mấy cái giá trị này bạn nhập là mili hết á. Mili. Rồi chiều cao chữ, bạn định dạng một cái kiểu chữ riêng. Chú ý định dạng một kiểu chữ riêng từ tenda nè, new nè. Số kích thước. Rồi ok. Để không, không nhập gì hết. Đây 0.8 để cho nó hẹp lại một chút. Rồi apply, close. Bấm vào đây chọn lại số kích thước. Ngay chỗ này lấy cái màu. Chọn màu, màu là bạn chọn thì thích. Đây lấy màu vàng cho tương phản với màu đỏ. Chiều cao chữ trên giấy là bạn muốn mấy ly gõ vào đây, đối với A3 lấy 2.5 là chuẩn đẹp rồi. Bạn muốn mấy ly thì bạn gõ vào đây nha. Đây bạn để 2.5 mm. Tiếp theo qua cái tab fit quan trọng là cái chỗ này ô quê tích chọn vào đây, bỏ chọn một này đi các bạn. Bạn gõ vào đây nè, đây quan trọng là đây chỗ này nè nha, ăn điểm là chỗ này nè. Bạn nhập cái hệ số quy đổi, bình thường nếu mà mili thì cái chỗ này bạn nhập là 150, tỷ lệ bao nhiêu bạn nhập bấy nhiêu, nhưng mà bây giờ cái bản vẽ của mình là mét thì bạn phải lấy 150 bạn chia cho 1000 trước khi nhập vào đây. Rồi 150 chia ngàn nhập vô 0.15. Đấy. Như vậy đó. Thì bạn vẽ 200, tỷ lệ 1/200 bằng nhập vô đây 0.2, tỷ lệ 1/1000 nhập vô đây con số 1. Rồi, qua tab primary, chỗ này là luôn luôn là con số 1, ok, chuẩn. Số lẻ bạn lấy ở đây nè, mét thì bạn không thể nào mà bạn làm tròn được. Không có thể nào 1.5 bạn ghi thành 2 mét được. Bạn lấy phải tối thiểu cũng phải là hai số lẻ. Rồi đang lấy hai số lẻ nha. Bạn muốn số lẻ càng nhiều chính xác càng cao. Rồi lấy hai số lẻ được rồi. Trong lĩnh vực xây dựng bạn lấy hai số lẻ được rồi. Rồi bạn ok nè. Sau đó bấm set current cho nó hiện diện ở đây để sử dụng, bấm close rồi bắt đầu tiến hành ghi nè, rất là chuẩn luôn. DLI enter. Chọn nè. Cái file này thằng Lê sẽ để bên dưới có cái link đó, bạn vào trong cái trang thân lê logbot.com các bạn tải nha, cái trang file mẫu này nè, các bạn làm theo cũng được. Đây bạn vào trong cái trang này nè, thân lê logbot.com các bạn tải về để bạn thực hành theo. Rồi đâu rồi, trở lại DAL, mấy cạnh này lệch thì dùng DAL ghi này, ghi thước lệch nè, biểu tượng này nè, này DLI nè, DAL nè, các bạn thấy nó chuẩn luôn không, không cần phải
canh gì hết, cái chiều cao nó rất là chuẩn luôn, lắp in ra đúng bằng 2.5 luôn cho các bạn luôn, chiều cao chữ đó, bạn thấy không? Mặc dù mình vẽ theo mét nhưng mà mình kiểm soát rất là tuyệt vời, bạn cứ ghi kích thước ra bình thường giống như những gì đã bạn đã biết. Này, kích thước này, cái số kích thước này lát mặt in ra tên là giấy A3, lấy thước bằng đo được đúng bằng 2.5 ly, không sai được đó. Rồi cái file mẫu này thằng Lê có để bên trên cái trang thằng Lê Lockbot đó, các bạn vào các bạn thấy cái tên của tựa đề đó là mẫu vẽ theo hệ mét, mẫu vẽ theo hệ mét nha. Thì mình save lại với cái tên là mẫu vẽ theo hệ mét luôn nè. Mẫu vẽ theo hệ mét. Trong đây có định dạng dim test luôn chuẩn cho các bạn rồi đó. Các bạn cứ vào bạn tải về và bạn theo dõi, bạn có thể lấy file này bạn xài luôn cũng được. Rồi thằng Lê cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái bài chia sẻ khác. Các bạn like giúp thằng Lê cái video này cũng như bạn chia sẻ lên Facebook, lên các group cho các bạn cùng biết, cùng học. Cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều.